Top 10 dấu hiệu cảnh báo mắc u xơ tử cung. Ngày nay, u xơ tử cung là một dạng bệnh không khó gặp ở phụ nữ. Tuy nhiên, biểu hiện của bệnh khá khó lường và không phải ai cũng nhận ra, chỉ đến khi bệnh mới có những biến chứng rõ rệt hoặc đến khi khám mới phát hiện ra bệnh. Cùng Mẹ Biết Thuốc tìm hiểu 10 dấu hiệu của u xơ tử cung nhé. 1. Rong kinh. Rong kinh là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy có khối u xơ tử cung phát triển trong cơ thể, đặc biệt là khối u dưới niêm mạc tử cung. Rong kinh kéo dài sẽ dẫn đến thiếu máu. Chính vì thế, nếu cảm thấy yếu sức, chóng mặt và khó thở sau kỳ kinh, bạn nên sớm đi khám sản phụ khoa. 2. Bụng to bất thường hoặc sờ có cục thịt ở vùng bụng. Sự phát triển của khối u chịu ảnh hưởng của nội tiết tố estrogen. Khi lượng estrogen tăng cao sẽ làm cho khối u phát triển to lên. Tùy theo độ lớn và vị trí của khối u, nó sẽ làm cho khoang bụng của người bệnh trở nên to hơn mức bình thường. Đôi khi các cục thịt này nổi lên, bạn có thể chạm tay nhẹ vào và có cảm giác hơi đau. Nếu bạn đã có những dấu hiệu này thì khả năng cao bệnh u xơ tử cung đã tìm đến bạn. 3. Đau khi gần gũi. Nếu mắc phải căn bệnh này, các nhân xơ sẽ dần phát triển và ngày càng to hơn, làm cho khi va chạm khiến chị em dễ bị đau hoặc khó chịu. Tùy thuộc vào vị trí và kích thước của u xơ tử cung mà chị em có thể cảm thấy đau đớn ở vùng bụng dưới và hai bên hông chậu, thậm chí là khi gần gũi. 4. Đi tiểu thường xuyên. Với một người tiêu thụ khoảng 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày thì số lần đi tiểu từ 5 đến 7 lần một ngày. Nếu bạn đi tiểu nhiều hơn 8 lần một ngày và đặc biệt bạn phải thức giấc nhiều lần vào ban đêm để đi tiểu thì bạn đang mắc phải chứng tiểu nhiều. Một trong các nguyên nhân dẫn đến tiểu nhiều đó là u xơ tử cung. Các u xơ nằm ở mặt ngoài tử cung có thể gây chèn ép bàng quang, khiến cho người bệnh đi tiểu thường xuyên hơn. Ở một số phụ nữ, u xơ tử cung còn có thể gây bí tiểu hoặc khó tiểu. 5. Chứng bụng, táo bón. U xơ tử cung kích thước lớn có thể gây áp lực lên trực tràng, khiến chị em hay bị táo bón. U xơ ở phía sau tử cung bám vào trực tràng, làm cho người bệnh cảm thấy chướng bụng, đại tiện khó khăn và đôi khi còn có thể bị trĩ. 6. Đau lưng. Đau lưng cũng là một dấu hiệu nhận biết không thể bỏ qua nếu bạn có khả năng cao bị mắc u xơ tử cung. Có thể những khối u xơ tử cung to chèn lên những cơ quan lân cận gây ra những cơn đau bụng dưới nên phải âm ỉ kéo dài và có khi lan sang cả phía sau vùng lưng ngang eo cũng như vùng bụng dưới chống đỡ và bảo vệ các cơ quan bên trong. Trong đó có tử cung thì lưng cũng là bộ phận quan trọng phía sau chống đỡ cột sống, đồng thời bảo vệ các cơ quan từ phía sau. 7. Đau vùng xương chậu. Xương chậu là xương có hình cánh quạt ở dưới rốn, hai phía bên đùi và hông. Các cơ quan trong xương chậu bao gồm ruột, bàng quang, tử cung và buồng trứng. Khi bị đau vùng chậu, nghĩa là cơn đau bắt nguồn từ một trong những cơ quan này và cảnh báo những vấn đề xảy ra tại khu vực này. Một trong số nguyên nhân dẫn đến việc bạn đau vị trí này là do u xơ tử cung. U xơ tử cung lớn cũng có thể gây khó chịu vùng xương chậu. Nhiều phụ nữ cảm thấy đau khi cúi hoặc nằm xuống. Hiếm gặp hơn, một số còn đau cấp tính ở vùng này. 8. Vô sinh. U xơ tử cung là nguyên nhân hàng đầu của bệnh vô sinh. U xơ tử cung có thể gây cản trở sự di chuyển của trứng đã thụ tinh từ ống dẫn trứng vào tử cung, nơi cấy xảy ra, và còn làm biến dạng tử cung. Nếu bạn đã kết hôn và thường xuyên quan hệ tình dục không dùng biện pháp tránh thai mà không mang thai trong thời gian dài, bạn nên đi khám để được chẩn đoán bệnh u xơ tử cung. 9. Sảy thai tái phát. Phụ nữ bị u xơ tử cung thường có nguy cơ bị sảy thai tự nhiên. U xơ tử cung chiếm không gian trong khoang tử cung, cản trở sự phát triển của thai nhi. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và có thể gây sảy thai. 10. Sưng chân. Mặc dù là một dấu hiệu hiếm hoi của u xơ tử cung, nhưng sưng chân là do các mạch bạch huyết ở chân bị nén. Khi điều này xảy ra, bạch huyết tích tụ trong các mô của chân gây phù nề. Triệu chứng này thường đi kèm với cơn đau tại các mô của đôi chân. Trên đây là những dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Các bạn còn muốn biết thêm về chủ đề nào nữa không? Nếu có, để lại comment để mình giải đáp nhé. Nhớ follow kênh Vivodio và đón xem các video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Mèo Biết Thuốc, khám phá cuộc sống một cách thông minh.